Ngọc Anh Sốt kính chào anh em. Hôm nay Ngọc Anh Sốt sẽ review cho anh em xem Racing Boy 8 cây, một đĩa và hai đĩa trên thị trường của mình. Nói về Racing Boy 8 cây mã 811 của công ty Racing Boy là anh em biết cái độ hot cũng như là chất lượng thẩm mỹ vẻ đẹp của mặt hàng 8 cây 811 mã 811 Racing Boy này nó như thế nào rồi nha. Rất là cực hot nha anh em. Thì hôm nay Ngọc Anh Shop sẽ review cho anh em xem sự khác biệt giữa 8 cây một đĩa và kích cỡ size bản và những cái vấn đề nói chung thêm về mâm 8 cây này cho anh em, cũng như là cách phân biệt đối với hàng phay trên thị trường. Những cái mặt hàng 8 cây khác ngoài Racing Boy trên thị trường vẫn có, nhưng cái cách mà mình nhận diện cũng như là biết được sản phẩm thông qua mã rồi các dấu hiệu như là logo, mã vạch, size, chi tiết, thì bây giờ Ngọc Anh sẽ đi từng chi tiết một nha anh em. Đây là mâm 8 cây trước. Thì đĩa, cái phần trước thì một đĩa với hai đĩa như nhau. Điều có bên đây là chụp cốc Contumet nha anh em. Không, 4 móc bắt đĩa của Yamaha trên mâm. Anh em xem rõ với mình. Đó, đây có dòng chữ Racing Boy. Logo Racing Boy luôn. Dập nổi. Chi tiết rất là sắc sảo, đẹp, sáng, gọn gàng nha anh em. Đây mặt trong của nó. Đó. Mặt ngoài nha anh em. Đối với bản nhỏ nhất của công ty Racing Boy dành cho sản phẩm 8 cây là bản .6 và .85. Những anh em nào mà hay hỏi thị trường mình bán mà cứ hỏi là 1.4, 1.6 là không có nha anh em. Trước giờ công ty chưa từng sản xuất nha. Đó, mã vạch, logo gạch nổi, in trong đây ngóc ngách đều có. Ở đây nó ghi là 1.6 x 17 nha anh em. Đây, nhìn trong mâm nè. Ở đây nó sẽ ghi 1.6 x 17. Logo thương hiệu Racing Boy. Tên công ty, chữ Racing Boy. Cụ thể đây là chữ viết tắt. Đây là bản hai đĩa nha anh em, hai đĩa sau. Hai đĩa sau này là gắn zin cho, gắn như zin cho hàng 135. Nào là ạc 10 đã lên đĩa sau. Đó, không, phần này là đóng của đĩa, còn phần này là giữ cái cùi nhông trên dĩa, còn này là đóng đĩa. Đâu, cũng giống như đùm cái vành trước, logo thương hiệu viết tắt Racing Boy. Ở sau là đây, trong cây nè anh em, nó sẽ có ghi là 1.85 nha. Đó, 1.85. Chi tiết cụ thể tên công ty Racing Boy. Size vành 1.6 và 1.85 là size nhỏ nhất rồi. Mà những anh em trong hiện tại ngày nay là trong giới chơi xe thì anh em 150 Winner hay là size chia Raider đều sử dụng mâm 8 cây chế qua để gắn cho xe mình. Mình sẽ review mâm bản trắng cho anh em xem. Mâm bản trắng là mâm một đĩa. Đây, để má đùm. Đây đóng của đĩa. Trắng, trắng hơn. Trắng tinh tôm nha anh em. Trắng sáng luôn. Đó. Tên công ty, dập nổi Racing Boy.
Đó. Racing Boy nha anh em. Đây là dấu hiệu nhận biết, ở trong đây sẽ ghi logo, tên. Thì trên thị trường gần đây luôn xuất hiện mâm 8 cây ASIO rồi Enke đó, nhưng mà thực sự giá không có chênh lệch là bao nhiêu nha anh em. Đợt này công ty hàng về rất là nhiều, rất là nhiều, nên anh em đừng lo lắng. Thời gian này là thời gian thích hợp để dọn xe, những thời gian nay là tháng 10 thì còn có 3 tháng 4 tháng nữa là tới Tết đó, trong thời gian này thời gian thích hợp để dọn xe. Giá các phụ mặt hàng đồ chơi phụ tùng xe rất là ổn định, đó là ưu điểm thứ nhất. Ưu điểm thứ hai là các đại lý luôn luôn có hàng để cho anh em chơi. Nói về mâm 8 cây, nếu anh em mua chậm trễ ngay lúc này, thời gian này trước Tết khoảng chừng 2-3 tháng thì mình nghĩ rất là ok, còn từ đó sau Tết rất là chậm nha anh em, hàng rất là chậm, tại vì hàng hết rồi không còn ai nữa, tại lúc đó thời gian giá nó cũng mềm nữa, còn sau đó thời gian nó cao. Mâm 8 cây thì anh em là có thể chế qua được cho các xe mà anh em hay chơi hiện tại, Rider, Sachia, Sonic, Winner 150 đó. Thì anh em nào cần cứ liên hệ với Ngọc Anh shop, đây mình chỉ để mẫu cho anh em xem, hàng thì lúc nào cũng có. 8 cây 1 đĩa, 8 cây 2 đĩa, Racing Boy chính hiệu. Liên hệ với Ngọc Anh shop 0985 443 051 nha anh em. Ngọc Anh shop kính chào anh em. Ngoài ra có những mặt hàng khác thì anh em cứ liên hệ, bên mình bán mọi thứ về phụ tùng xe.